một hai người coi nhé. Ok. Dạ. Ok. Ok. Hai anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với V1. Hôm nay bên mình có một cái bí mật và một cái bất ngờ nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Đó là Intel đời 12 đã chính thức ra mắt với sức mạnh không tưởng. Đây. Với hiện tại đây trên tay mình đang có i9 12700K và i7 12700K. Thì hiện tại con hai con này đã có sẵn tải V1 cho nên trải nghiệm sức mạnh của hai con này. Và để chứng minh cái luận điểm của mình thì hôm nay mình sẽ dựng hai cái máy này lên để coi thử. Một bên là Ryzen 959X với mức giá rơi vào đâu đó khoảng 14 triệu. 59X có mức hàm có 12 nhân và 24 luồng và Core i7 12700K với mức nhân là 12 nhân, trong đó có 8 nhân performance và 4 nhân tiết kiệm điện và 20 luồng. Để coi thử, và con này chỉ có giá 12 triệu. Để coi thử hiệu năng i7 12700K và Ryzen 959X sẽ con nào sẽ mạnh hơn. Thôi, mình bắt đầu về test luôn nha. Ok, test bed. Đây, hiện tại đây. Đây là con máy 12700K đây và Ryzen 959X. Đây, mời cameraman show cấu hình. Giới thiệu. Đây, hiện tại mình đang đây, CPU là Ryzen 959X này. 7 nanomet. Mình đang chạy 16GB bus 3600. Một cái mức bus khá cao, driver là mới nhất 496.49. Còn RTX 3060. Bên này cũng vậy. CPU của chúng ta có là i7 12700K 10 nanomet. Công nghệ không phải là mới nhất nhưng mà là sẽ là ổn định nhất. RAM 16GB bus 3600, driver mới nhất RTX 3060. Đây. Ok. Cái bài test đầu tiên mình sẽ test đó là hiệu năng chơi game của hai con này với một tựa game đang rất là hot hiện nay và rất là nhiều anh em săn đón. Đó là GTA 5. Một cái tựa game anh em rất là quan tâm hiện nay bởi vì tính thú vị của nó sau 7-8 năm gì đó nó vẫn hay. Thứ hai là nó rất là nhiều chế độ và chế độ gần đây nhất là roleplay nhập vai cho anh em thỏa sức sáng tạo. Ok, mình cùng bắt đầu mình test thôi nào. Đây là cái mức setting của mình đang để, đây là max setting này, mình đang để là full HD very high, tất cả là very high nhé, max setting luôn rồi đó. Bên này cũng vậy. Mình cũng đây là độ phân giải là Full HD với mức thiết lập là cao nhất. Đây, very high. Ok. Mình cũng bắt đầu bài test nào. 3, 2, 1, go. Anh em có thể xem cái mức FPS ở trên đây nha, cùng với những cái thông số khác như là RAM đang sử dụng là bao nhiêu, điện là áp tiêu thụ của hai con và nhiệt độ của hai con CPU đang chạy. Và mình cũng có đây, con đây là con i9 trong khi cho nó ở bên thì mình xin giới thiệu con i9 12900K đây. Thiết kế rất là mới của nhà Intel. Ok. Đây. Em so sánh con hãy pha so sánh sức mạnh của hai con CPU. Hiện tại con 5900X thì mình thấy có phần FPS có phần nhỉnh hơn so với i7 12700K, đâu đó tầm 5 đến 10 FPS, một số không quá lớn. Mà là xem nha thôi. Và chú ý mà chúng ta chú ý mức nhiệt độ nha. Còn i7 12700K đang chạy với mức là đâu đó tầm dưới 60 độ. Nhưng còn Ryzen 959X thì nó chạy đâu đó tầm 61 độ, 62 độ độ. Đây, mình cùng người xài chung một tải nghiệm nha. AD Gunning 207 Stay Black. Đây.
hai năm so sánh mức EPS. Hôm nay thì là mình thấy có phần ít hơn một xíu. Thì các bạn là không thay đổi gì nhiều cả, EPS này cũng rơi vào khoảng 130 đến 140 một mức EPS khá cao trong một cái thời gian. Anh em thấy rõ chưa? Đó là phần điện năng cao nhất của chúng ta. Mình thấy bên đây là 12-300k có phần chỉnh hơn so với bên 9000 nhân viên. Nhiệt độ thì cũng rơi vào khoảng 60 độ. Đoạn này thì có phần cao hơn lúc nãy là đang định tặng 3-4 độ, 65 độ. Người bảo là 12-700k khá nóng, nhưng mình thấy con 9500X này là cũng không kém gì 12-700k cả, nhiệt độ cũng ngang nhau. Ok, nhiệt độ này cũng 60 độ này cũng là một mức khá là mát. Đó là xong là bài test thì năng chơi game của chúng ta đi. Có một cái game GTA 5, cái game rất là mạnh, rất là nặng, yêu cầu về mặt tính rất là nhiều. Nhưng đó là một bài test nhỏ thôi. Hiện tại chúng ta sẽ so sánh bài test thực sự của nó, đó là so sánh đơn nhân và đa nhân, và thử con nào sẽ chạy mạnh hơn. Với con i7-12-700K này có mức nhân tương đương so với Ryzen 9 500X, đó là đều là 12 nhân. Nhưng con 12-700K này là chỉ có 4-8 nhân performance, đó là 8 nhân mạnh nhất, có 4 nhân tiết kiệm điện. Thì không biết là chức năng có thể nó thay đổi nhiều không, thì đây mình sẽ soi cho anh em thấy luôn. Đây co là 12 co này, 24 luồng này, đây CPU 12 co này và 20 luồng, số nhân là bằng nhau nhưng mà số luồng con 5900X này có phần cao hơn 4 luồng. Thì muốn biết cái sức mạnh nó có chênh lệch gì không thì mình sẽ bắt đầu một bài test ăn CPU rất là ghê, đó là Cinebench R23. Đây, mình bật sẵn rồi đây. Okay. Thì bắt đầu một cái phần này thì mình sẽ bắt đầu chạy single core trước, đó là đơn nhân trước. Multi luôn đó, multi. So sánh multi core luôn. Đếm đi, để từ từ. Đếm 3, 2, 1, 3. Rồi. Đang rendering đây. Để coi CPU chúng ta chạy maximum giờ. CPU của chúng ta đang chạy hoạt động 100%. Với mức xung con 12-700K là 4.5GHz. Ryzen 9 5900X thì nó có phần thấp hơn một tí, đó là 4.1, nó duy trì ở đó. Wow. Anh em nhìn thấy chưa? 12-700K thì nó sẽ có phần nhanh hơn so với 5900X. Nên đó, trong vòng 10 giây thì con 12-700K đó render xong rồi. Điểm. Con này thì chậm hơn 10 giây. Đây, sức điện của nó là 22.909. Em ơi con này nè, 20.988, một mức cách đây tặng 2.000, 3.000, mức khá là cao. Còn single coil như thế nào, anh em cùng test luôn. Chậm đây, single chậm. 1, 2, 3, vô single luôn. Single coil vậy, vậy chậm. Vậy đó, nó là sức mạnh của đa nhân của 12-700K. Nó mạnh hơn 5900X. Cho dù nó chỉ có 8 nhân performance và 4 nhân tiết kiệm điện. Với mức giá 12 triệu thì anh em có thấy xứng đáng không? Đây là con Ryzen 9 5900X, nó tặng 12 nhân 24 luôn, nhưng vẫn chạy thua tí so với 12-700K.
Nhưng mức giá của lại là 14 đến 15 triệu tùy vào đại lý bán. Nhưng mà đối với con 12 17 giống ca này thì cái mức giá nó chỉ có 12 đến 13 triệu tùy đại lý bán. Ngày 12.000 ca thì quá mạnh rồi. Đối thủ rất là xuống tầm so với con 5950X. Đó là servo mạnh nhất hiện tại của AMD. Đó, 5950. Phần unboxing con này thì mình sẽ post tại video tiếp theo. Thì mời anh em nhớ theo dõi để cùng nhau unboxing con 12.000K này nhé. Con servo rất là đẹp, thiết kế rất là mới lạ, như hộp con như hộp kẹo sô cô la. Như cái đồng ý không? Okay. Ngọt hay đen nữa, ngọt hay đen, ngọt hay đắng. Nó vàng không ánh luôn, thì quá chất chơi. Mình là người chơi hết kim nên mình rất là thích những cái thứ mà sáng to vàng. À, nó đẹp luôn. Thì mình sẽ bắt đầu unboxing con này vào video tiếp theo nha. Đây nhớ theo dõi nha. À, đây, mình sẽ để đây. Và hiện tại là hàng đang có sẵn tại Everyone. Nếu như anh em muốn trải nghiệm như thế này, muốn test hiệu năng thực tế như thế này thì anh em cứ qua, mình sẽ sẵn sàng dựng máy cho anh em test, để cho anh em có một cái nhìn tổng quát hơn so với hai con CPU như thế này. À, và anh em có thể có lựa chọn sáng suốt hơn. À, mình thấy 12.700K thì nó đang nhanh hơn với con 5900X một tí. Mình sẽ bật cái Task Manager lên có thể. Đây, xung single core con này nó chạy là 4.8 GHz. Con này cũng 4.8. Con 59 cũng 4.8. Mà mình thấy con 59 là có vẻ nó hơi chậm so với con 12.700K rồi nha. Cái biểu đồ con này nó lên xuống này, con biểu đồ này mượt. Nhưng mà em để ý thấy không? Đó, con này là chạy không hề bị throttling luôn. Nó chạy một cái đường rất là thẳng. Nhưng mà đối với con 59X này thì nó có lên xuống. Tại BIOS đây, BIOS con thì làm mình đang xài main của X570 Plus của ASUS. Và con này là Z690 A Pro của MSI. Chạy DDR4 nha, không phải DDR5 nha. Mắc con với bạn mình là bảo mình chơi DDR5 mà so với DDR4 xong rồi bảo tốc độ nó nhanh hơn thì nó hơi kỳ. Nó DDR4 trên Z Neo. Bất bàn 6. Tổng RAM là 16GB. Đang chạy dual channel. Đừng co lâu. Và một cái chút thông tin nhỏ đó là có thể là ngày mai ngày hoặc là ngày mốt là mình sẽ về Everyone sẽ về thêm i5 12600K cho những cái phân khúc thấp hơn, giá là sẽ rơi vào khoảng 9 đến 10 triệu. 12600K nó lên mạnh hơn 11.900K. Và một thông tin nhỏ đó là 12600K nó sức mạnh, nó mạnh hơn con i9 11.000K. Rõ ràng là con 11.000K. Anh em không tin cái gì, ngày mai mình sẽ, nếu được thì mình sẽ làm một cái bài rank so sánh với con 11.000K và con 12.600K luôn. Anh em lấy bắt một lần chơi lớn thì xem anh em có trầm trồ không á. Ok, phần render chúng ta cũng sắp xong rồi đây. Đó là tầm 2-3 phút nữa. Ngày Gen 12 này là sử dụng cấu trúc mới nhất của Intel, đó là Adelaide. Một cái cấu trúc rất là ok, nó sử dụng xài cái trúc mới rồi, nó là 10 nanomet. Còn AMD thì đang xài cấu trúc 7 nanomet. Thua Intel vẫn AMD, Intel đang thua AMD 3 nanomet, nhưng mà mình thấy hiện đang nó vẫn hơn so với AMD. Điều này chứng tỏ là Intel đang làm rất là tốt cái công việc của mình. Mình nghĩ là không lâu nữa đâu thì Intel sẽ lấy lại cái ngôi vương King of Gaming của mình.
cái xung nó không giữ được ổn định nè. Không gì cả. Anh em có câu hỏi gì anh em cứ hỏi nha. Xin con lâu Multi core 12.700k này còn lại multi core khoảng 10% ngàn điểm. Mình sẽ review lại cấu hình nè. Nguồn hiện tại mình đang xài là A850W ghế của MSI, của nguồn rất là nặng ký, rất là ngon luôn. 80 plus gold cầm cực kỳ chắc tay luôn. Bên này cũng vậy. Đây bên này 850W. Thứ hai là mình xài chung một con SSD, đó là SSD của Samsung 980 không Pro nha, 980 Gen 3 card độ RTX 3060, RAM 16GB, 32 của Gen Logi Skill, 2007 Intel Black của Adik Mali. Test của Intel đó đã xong rồi đấy, 1.897 điểm. Điểm rất là cao, cao hơn i7-7700K, i7-9 luôn. Cảm nhất. Thậm chí là Ryzen Threadripper cao nhất luôn. Single core là cao nhất. Đối với đối thủ chúng ta 5.000 mic thì đã nó chưa hoàn thành cái bài test của mình. Regional của hôm nay là 12.7. Đang hiện tại 12.700K. Có thể là nó sẽ thua về gaming đâu đó tầm 5-10 FPS. Đối với FPS này thì sẽ không đáng kể. Nhưng mà đối với khả năng render thì 12.700K đã ăn chắc con 5.900X. Mà anh em để ý nha, mức tiền của con này nó khác rất là nhiều luôn. 12.700K đó là 12-13 triệu, trong khi con 5.900X là nó rơi vào khoảng 14-15 triệu, cách nhau tăng 2-3 triệu. Thì nha, anh em hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem. À, test của chúng ta đã xong rồi. 1.6 điểm, ratio 13.06, điểm của nó là 1.607. Word E7 27.000K 3 điểm. À, em có thể thấy. Ok. Và đó là hai bài test mình muốn show cho anh em, một phần test về gaming và một phần test về hiệu năng render. Thì anh em đã thấy về phần gaming thì 5X nó sẽ hơn 12.700K, đó tầm 5 FPS, và mức FPS này sẽ không đáng kể. Nhưng bù lại thì hiện năng render 12.700K ăn rất là ăn chặt luôn, nó là ăn chặt cơ luôn, còn 5900X rất là nhanh. Nếu như anh em muốn kiếm một cái con CPU có thể thì những đa nhiệm hơn thì mình khuyến cáo anh em nên chọn con 12.700K. Vì sao? Bởi vì đó, như anh em đã thấy rồi đó, mình đã vừa cho anh em xem rồi đó, thì năng cho game có thể thua hơn tí nhưng mà hiệu năng render rất là mạnh và nhìn làm có thể làm nhiều khác rất là ok hơn. Anh chỉ cho biết giá thì nó hơi có phần hơi đắt và rẻ hơn đó, 12.700K rẻ hơn rất là nhiều so với 5900X. Và hiện năng con 5900X thì nó sẽ chơi game nó ok hơn, nhưng mà về hiệu năng render thì nó thua con 12.700K rất là nhiều. Thì nếu như anh em muốn chọn con CPU nào ngon ổn định mới nhất hiện nay, đó là mình khuyên anh em nên chọn con 12.700K này. 5.900X thì anh em vẫn là một con CPU rất là ngon, mình phải thừa nhận là con CPU rất là ngon, nhưng phải đợi AMD nó phải ra con gì nó ngon hơn cái này là được, mới được. Vì hiện tại đó mình đang thấy là nó sẽ có bằng hơi lùi lại so với con 12.700K rồi đó. Và đó là phần test của chúng ta. Ok, thì nếu anh em cần có câu hỏi gì thì cứ comment phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Ok, thì hôm nay là phần livestream của mình đã xong hết rồi. Ok, thì anh em như còn có câu hỏi gì thì anh em nhấn comment phía dưới và hoặc là nhắn cho comment bếp để bên mình hỗ trợ nha. Ok, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho anh em. Ok, thì hôm nay mình xin phép cái phút livestream tại đây. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu như anh em thấy hay thì để lại một like, một share, một comment ở phía dưới để có thể bày tỏ ý kiến của anh em cho mình, để mình có thể cải thiện thêm hoặc là mình thấy hay là gì đó, mình cứ comment phía dưới nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và xin kết thúc.
lại tiếp tục livestream tại đây. Bye bye anh em. Ok, đang luôn. Quá đẹp.